Phi công con nhà trời, không quân Việt Nam diệt F-105D Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, nói về những chiến công trên bầu trời của không quân Việt Nam trong Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, không chỉ có sự dũng cảm, táo bạo của các phi công chiến đấu mà còn phải kể đến những người chỉ huy không quân. Không trực tiếp cầm lái, nhưng họ là những người đối đầu với kẻ thù trên bản tiêu đồ trong sở chỉ huy. Người nhấn nút phóng tên lửa vào kẻ thù là phi công, nhưng đưa được phi công vào vị trí phóng tên lửa thuận lợi lại là trọng trách của những người chỉ huy. Có thể nói, đó là những kiến trúc sư cho chiến thắng. Họ đã đánh những trận đầu tiên trên chiếc MiG-17, đã mở mặt trận trên không thắng lợi, viết những trang đầu tiên trong lịch sử chói lọi của Không quân Nhân dân Việt Nam. Một gương mặt tiêu biểu cho thế hệ đó là Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Hanh. Ông là Phó Tư lệnh Binh chủng Không quân, trực tiếp chỉ huy nhiều trận đánh của Không quân Nhân dân Việt Nam. Trong tập hồi ký Lính bay 1, Trung tướng phi công, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Phú Thái đã dành những lời đẹp đẽ nhất để viết về người chỉ huy của mình. Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 921 Trần Hanh rất quan tâm và thường tâm sự với các phi công trẻ mới tốt nghiệp bay ở Liên Xô về. Hạ cánh thì phải để máy bay tiếp đất thật êm đềm, động tác vì vậy phải thật chuẩn xác và nhẹ nhàng như thiếu nữ thêu hoa thì mới được. Làm phi công ở mọi quốc gia, anh nào cũng phải hào hoa mặt đất, hào hùng trên không. Hào hoa mặt đất, hào hùng trên không. Câu nói đó là tiêu biểu cho các phi công không quân Việt Nam, cũng là tiêu biểu cho con người Trần Hanh, người phi công anh hùng. Trung tướng Trần Hanh sinh ngày 29 tháng 11 năm 1932 tại làng Tức Mặc, xã Lộc Vượng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, nay là phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định. Ông tham gia cách mạng từ tháng 12 năm 1946, nhập ngũ vào tháng 9 năm 1949 và được cử đi học tại trường quân chính Liên khu 3. Tháng 9 năm 1956, Trung tướng Trần Hanh là một trong những cán bộ chiến sĩ đầu tiên được Đảng và Bác Hồ, quân đội gửi sang Trung Quốc học lái máy bay chiến đấu MiG-17. Năm 1964, ông về nước và được đề bạt làm đại đội trưởng đại đội 1, Trung đoàn Không quân 921, Đoàn Không quân Sao đỏ. Ngày 5 tháng 8 năm 1964, Mỹ cho máy bay ném bom đánh phá vào các địa điểm ven biển của miền Bắc nước ta như Cảng Danh ở Quảng Bình, Vinh, Bến Thủy ở Nghệ An, Lạch Trường ở Thanh Hóa, Bãi Cháy ở Quảng Ninh, mở đầu cho cuộc chiến tranh phá hoại quy mô lớn vào miền Bắc Việt Nam. Ngay sau đó, Trung đoàn Không quân 921 được lệnh chuyển sân, đưa toàn bộ đội hình từ sân bay Mông Tự, Trung Quốc về sân bay Đa Phúc và ổn định tại nơi đóng quân. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân đã gấp rút tiến hành các công việc chuẩn bị cho trận đánh mở mặt trận trên không. Phương án dẫn đường của quân chủng đã chuẩn bị kỹ lưỡng và được Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hoàng Ngọc Diêu ký phê chuẩn thay cho Tham mưu trưởng. Nội dung hiệp đồng cũng được quy định chi tiết, rõ ràng cụ thể. Giữa dẫn đường sở chỉ huy với phi công trực ban chiến đấu gồm có 7 điểm. Giữa dẫn đường sở chỉ huy với dẫn đường màn điện sóng có 5 điểm. Giữa dẫn đường điện sóng với các đài trường radar có 8 điểm. Ngày 2 tháng 4 năm 1965, Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không quân kiểm tra công tác chuẩn bị trực tiếp cho sẵn sàng chiến đấu của không quân. Sau khi kiểm tra, quân chủng quyết định sử dụng lực lượng khu vực chiến đấu đánh địch. Thời cơ xuất kích, các công tác bảo đảm và hợp đồng với lực lượng phòng không mặt đất. Sẵn sàng cho trận chiến đấu đầu tiên của không quân, mở mặt trận trên không, Bộ Tư lệnh Quân chủng chọn ngày 3 tháng 4 năm 1965 là ngày ra quân. Ngày 3 tháng 4 năm 1965, quân chủng quyết định sử dụng hai biên đội MiG-17 tham gia đánh trận mở đầu. Biên đội đánh chính có Phạm Ngọc Lan, Phan Văn Túc, Hồ Văn Quỳ, Trần Minh Phương. Biên đội làm nhiệm vụ nghi binh và yểm hộ Trần Hanh, Phạm Giấy. Tại sở chỉ huy quân chủng có các đồng chí Tư lệnh Phùng Thế Tài, Chính ủy Đặng Tính, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hoàng Ngọc Diêu. Kíp trực dẫn đường gồm có Trần Quang Kính dẫn trên bàn tiêu đồ, Đặng Ngọc Ngư dẫn trên màn hình hiện sóng ở đài 402 của đại đội 29A tại sân bay Bạch Mai. Sở chỉ huy Trung đoàn Không quân 921, Trung đoàn trưởng Đào Đình Luyện trực tiếp chỉ huy. Các sĩ quan khác dẫn đường, Bùi Quang Liên và Phạm Minh Cậy dẫn ở bàn tiêu đồ gần. Lúc 9 giờ 40 phút, Mỹ cho máy bay vào đánh phá các cầu Hàm Rồng, cầu Tàu, Đò Lèn.
lúc 9:47, biên đội nghi binh, hành, giấy, cất cánh, lấy độ cao 6.000m và hoạt động ở khu vực Ninh Bình. 9:48, biên đội đánh chính cất cánh bay theo phương án đã chuẩn bị trước. Khi biên đội Lan, Túc, Quỳ, Phương vừa bay qua Ninh Bình, thì đài 402 không bắt được tín hiệu máy bay ta, có thể do bay ở độ cao thấp và bị dãy núi che khuất. Lúc này, sĩ quan dẫn đường Trần Quang Kính áp dụng phương pháp dẫn mò mà anh đã tích lũy được từ trận dẫn máy bay T-28 bắn rơi máy bay thả biệt kích hồi tháng 2 năm 1964. Anh tính toán các số liệu và dẫn biên đội đánh chính vào khu vực không chiến. Biên đội đánh chính chặn đánh máy bay địch trên khu vực Hàm Rồng. Phạm Ngọc Lan và Phan Văn Túc bắn rơi tại chỗ hai máy bay F-8U của Mỹ. 10:17, Sở Chỉ huy Quân chủng ra lệnh cho cả hai biên đội đánh chính và nghi binh thoát ly khỏi khu vực chiến đấu Hàm Rồng và khu vực nghi binh Ninh Bình. Ngày 4/4/1965, Mỹ tiếp tục cho nhiều tốp máy bay cường kích F-105 ném bom đánh phá cầu Hàm Rồng, một cây cầu huyết mạch nhằm làm gián đoạn giao thông của ta. Địch tăng cường thêm máy bay tiêm kích F-100D để bảo vệ máy bay cường kích mang bom. Lúc 10:20, Sở Chỉ huy lệnh cho biên đội làm nhiệm vụ nghi binh gồm Lê Trọng Long, Phan Văn Túc, Hồ Văn Quỳ, Trần Minh Phương cất cánh lấy độ cao 8.500m, hướng bay 110 độ. Biên đội nghi binh được dẫn vào khu vực Phủ Lý, Nam Định nhằm thu hút tiêm kích của Mỹ, sẵn sàng yểm hộ cho biên đội công kích khi cần thiết. 2 phút sau, lúc 10:22, biên đội tấn công gồm Trần Hanh, Phạm Giấy, Lê Minh Huân, Trần Nguyên Năm xuất kích. Lần này, Trần Hanh không làm nhiệm vụ nghi binh mà trở thành chỉ huy biên đội tấn công địch. Sở chỉ huy dẫn biên đội về hướng đông để đánh lạc hướng địch, sau đấy cho vòng phải. Sau khi biên đội vòng phải và cải hướng, lúc này biên đội đánh chính ở độ cao 4.000m và gần như nằm ngay phía dưới biên đội nghi binh. Đây là phương pháp dẫn chồng tốp của sĩ quan dẫn đường Trần Quang Kính. Đến gần khu vực chiến đấu, biên đội được lệnh của sở chỉ huy lấy độ cao chiếm ưu thế về độ cao so với địch. Sở chỉ huy thông báo vị trí mục tiêu cho biên đội đánh chính. 10:30, phi công Phạm Giấy phát hiện tốp 4 chiếc F-105 bên phải, cự ly 13 km. Ngay sau đấy, các số khác đều phát hiện nhiều mục tiêu. Số 1 Trần Hanh lệnh cho biên đội vứt thùng dầu phụ, tăng tốc độ tiếp cận mục tiêu, đồng thời anh ra lệnh tách tốp. Số 1, số 2 bám theo một tốp, khéo léo chen vào giữa tốp F-105D và F-100D để chiếm vị trí công kích. Chiếc MiG-17 của phi công Trần Hanh bám theo một chiếc F-105D, cách máy bay địch khoảng gần 400m. Anh nổ súng. Chiếc F-105D bốc cháy và rơi cách Thanh Hóa 30 km. Đây là chiếc máy bay F-105D thần sấm của Không quân Mỹ đầu tiên bị MiG-17 của Không quân Việt Nam bắn rơi trên bầu trời miền Bắc. Cùng lúc đó, số 3 và số 4 quần nhau với máy bay địch ở phía bắc cầu Hàm Rồng. Phi công Lê Minh Huân chiếm được vị trí thuận lợi. Anh bám theo và nổ súng bắn hạ chiếc F-105D thứ 2. Sở chỉ huy ra lệnh thoát ly khỏi khu vực chiến đấu, nhưng tiêm kích địch quay lại rất đông. Các anh quyết tâm chiến đấu đến cùng. Trận không chiến diễn ra rất ác liệt. Các anh vừa cơ động tạo thế tấn công địch, vừa tránh tên lửa của địch. Biên đội đã chiến đấu đến cạn dầu. Các phi công Phạm Giấy, Lê Minh Huân, Trần Nguyên Năm đã anh dũng hy sinh. Với chiến thuật, phương án dẫn đường đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và cách đánh sáng tạo của phi công. Những chiếc MiG-17 lạc hậu vẫn hoàn toàn có thể bắn hạ những máy bay hiện đại nhất của Mỹ thời đó. Những trận không chiến sau này của MiG-17 với không quân, hải quân Mỹ đã chứng minh điều đó. Không chỉ F-105 bị hạ, mà MiG-17 của không quân Việt Nam còn lập công bắn rơi nhiều loại máy bay của Mỹ, kể cả máy bay F-4. Phi công Trần Hanh cho máy bay hạ cánh bằng quán tính. Anh điều khiển chiếc máy bay vượt qua các ngọn núi, rồi cho hạ cánh xuống cánh đồng lúa xanh ở bản Kẻ Tằm, xã Châu Phòng, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Bà con đồng bào dân tộc Thái ở bản Kẻ Tằm đã cứu giúp Trần Hanh, đưa ông về chăm sóc. Họ gọi ông là Kham Klơi, người nhà trời. Mấy chục năm sau, Trần Hanh vẫn nhớ mãi ân nghĩa của bà con nơi đây, những người đã cứu giúp ông khi phải hạ cánh bắt buộc. Để ghi dấu chiến công của biên đội MiG-17, Không quân Nhân dân Việt Nam, địa phương nơi phi công Trần Hanh hạ cánh bắt buộc đã xây dựng tấm bia để ghi lại chiến công của những người anh hùng. Người dân nơi đây còn gọi bia chiến công là bia con trời. Trên tấm bia ghi rõ, nơi đây ghi dấu chiến công trận đánh ngày 4/4/1965 của Không quân Nhân dân Việt Nam. Lúc 10:30, biên đội máy bay MiG-17 gồm phi công Trần Hanh, biên đội trưởng số 1, Phạm Giấy số 2, Lê Minh Huân số 3,
Trần Nguyên Năm số 4. Biên đội đã dũng cảm chiến đấu, bắn rơi hai máy bay F-105D của Mỹ để bảo vệ cầu Hàm Rồng, Thanh Hóa. Đồng chí Trần Hành và Lê Minh Huân mỗi người bắn rơi một chiếc. Phi công Trần Hành đã mưu trí, cơ động tránh được hai quả tên lửa rắn đuôi kêu của không quân Mỹ. Máy bay hết dầu, đồng chí đã quyết định hạ cánh bằng bụng tại nơi đây. Cán bộ và nhân dân bản Kè Tằm, xã Châu Phong đã chăm sóc chu đáo đồng chí Trần Hành bị thương sau khi hạ cánh. Và từ nơi này, đất mẹ đã đưa Kham Klơi trở về với đoàn không quân Sao Đỏ anh hùng. Trong những năm sau đó, phi công Trần Hành vẫn tiếp tục bay trên những chiếc MiG tham gia chiến đấu với máy bay Mỹ. Ngày 1 tháng 1 năm 1967, phi công Trần Hành là một trong ba phi công đầu tiên của Không quân Nhân dân được Đảng, Nhà nước tuyên dương anh hùng, lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày 20 tháng 11 năm 1971, tại Sở Chỉ huy Tiền Phương, phi công Trần Hành đã trực tiếp chỉ huy và động viên phi công Vũ Đình Rạng bắn bị thương một chiếc máy bay B-52. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh tháng 4 năm 1975, Phó Tư lệnh Binh chủng Không quân Trần Hành tham gia chỉ huy không quân và là một trong những người trực tiếp chỉ huy trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 tháng 4 năm 1975 của Không quân Việt Nam. Quý vị và các bạn có cảm nhận như thế nào về chiến thắng của Trung tướng Trần Hành nói riêng và sự quả cảm của những phi công anh hùng của Không quân Nhân dân Việt Nam nói chung? Hãy để lại bình luận xuống phía dưới video và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những số tiếp theo của Chân dung lịch sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.